mập quá. Ở trên nó là cột đai thì làm sao mà đẹp body đẹp như là tập gym gì đó, còn ở ngoài nó mập bự gì nè, ngoài thanh á con người xấu đang đánh bài nhau mà con đuôi thì chú đứng như nè, chú ra sao chú đứng cái cửa chứ chú nhìn thấy tập xanh đang đánh bài mà con đuôi cái bụng lông không, cái giống như là bị lừa dối. Hiểu không? Thì con có hiểu cái cảm giác không? Thì con có hiểu cái cảm giác là bị lừa dối không? À, tại vì lúc nãy là thấy nhảy xuống dưới chằn tinh dưới giếng lắp trại đâu, không biết là bị chết sống làm sao. Không những là không chết gì cả, không chết gì cả, ngủ đến bài dễ sợ. Mà tóc là cũng lô vậy đó. Để một tí là ngày xưa mà kép đại có bóp sơ tốt vậy nè. Một đứa bé học lớp 4, lớp 5 giống với ai dội cho một gào nước lạnh vô trong cái mặt, đúng với trơ trẽn vậy đó. Thật xanh không trơ trẽn. Đã về toàn xanh đấy. Đi đâu đấy? Con đi đâu vậy? Trời ơi, chứ gì? Không còn dịu dàng những nhân hậu những cái người thật xanh lúc nãy ngoài sân khấu ở ngoài đời không được cho nó ghê. Đi ra mà không nhớ gọi anh hai trở về luôn á. Trời về bắt đầu mưa buổi chiều nữa, nó mưa diễn xuất buổi chiều á thầy. Đi bộ về nhà chú là phải đi qua một cái cầu Đằng Tiền, rồi qua thêm một quan nhà Đông Ba, rồi qua thêm một cái cầu Gia Hội. Vừa đi vừa khóc vậy. Vừa đi vừa giống như là à bị lừa dối vậy. Về bệnh mà thấy là giống như không phải, giống như trời ơi, thì ra là lâu nay là không phải gì cả. Chúng nó là một quân lừa đảo. Cứ nghĩ như vậy á, cứ nghĩ ngây thơ đến cái độ vậy. Vì mình một thôi nằm không ăn không uống số gì đó. Tự nhiên không ai làm gì bà, cái bà tự mình nổi số lên mình gì đó. Không ai làm gì bà. Bà tự nổi số lên mà nhắm mắt là đã thấy xanh đỏ bàn kiếm sân khấu đèn chiếu hột sục kiếm sao hột bẹt chiếu đồ. Mà thấy mặt thấy sẽ có. Thế là tan nát đó. Phải không? Gọi là tan nát đó. Thì sau đó may mắn chúng có một người cha rất là nhân hậu ông á.